mình làm gì ăn không ta? Kho kẹo ha. Kho sạch 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 sạch, bỏ miếng ớt vô cay cay như là hết sảy luôn nha. Đây mình thích ăn cay cay nổi. Con ngan cương. Nhưng mà lại cái thấy cá cơm ngon quá, mua thêm hai cái kho chung, có ai giống em không, kho chung với nhau để em sệt 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 lại ớt vào đây với nước mắm nha. Cái nồi đất nha, đất. Kho trong nồi đất mới ngon cả nhà, em lại thích kho trong nồi đất này nè. Rồi chờ xíu, bỏ vô đây một miếng dầu để sấy tỏi này nè, em băm miếng tỏi ớt nè. Và cả nhà thấy hấp dẫn không? Sấy tỏi thôi là đã hấp dẫn rồi. Tỏi ớt sấy cho nó vàng vàng lên, mình đổ cá vô. Đây thành phẩm nha cả nhà. Lộn xộn.